tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo khoái lạc. Tôi đã thấy biết bao là phu chúa chưa bao giờ em phận với gian sang, giàu biên cương dắt bốn bể ngút ngàn, vẫn muốn nữa muốn biên thùy rộng mãi. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham, tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao vội bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xếp thân thành tro bụi, đem theo gì trên mình manh vải liệm, còn lại chi bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Kẻ sống đang tranh giành thừa kế, người chết này chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cái, bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc sừng vàng sao tránh khỏi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Phật có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo quả vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sinh tử tái sanh vòng luẩn quẩn. Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử, nghiệp chúng sanh luật nhân quả nghiêm minh. Để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ khổ người gây nghiệp ác. Dục lạc ngũ trần vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng làm sao xuyến tâm ca. Tây hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chính sụng rơi. Bởi hiểu thế tôi đắp y cạo tóc, làm tỳ khưu vui đạo sống thanh bận.